Rồi giờ em gửi cái rổ kéo cáp nha, rổ kéo cáp cho anh Thịnh thôi, ở bến xe miền Đông mới quận 9. Đây là cái rổ, rổ kéo cáp ANG 35. ANG 35 từ BSK, kéo được từ 25 đến 50 thôi. Dài của nó là 107 ha, 107 75, 108 cm. Rồi em đi giao hàng anh luôn.